Toyota Camry 2024, có đủ các bản động cơ khí đốt và lai điện hybrid. Mình sẽ giới thiệu chi tiết về tất cả những tính năng nó có. Rèm che nắng Camry SE Camry SE Night có màn hình 19 inch. Bánh xe hợp kim màu đồng MTRD và các điểm nhấn màu đen bổ sung cho thiết kế đầy sức gợi của Camry. Phiên bản đặc biệt này có các màu Midnight Black Metallic, Reservoir Blue và Ice Cap thiết kế mặt trước và mái nhà kiểu dáng đẹp. Tư thế mạnh mẽ và phong cách quyến rũ của Camry XSE thông báo sự xuất hiện của bạn một cách uy quyền. Các điểm nhấn màu đen, từ bánh xe đen bóng cho đến ngoại thất hai tông màu có sẵn với mái màu đen ánh kim bít đai black, bổ sung cho kiểu dáng mạnh mẽ, rộng rãi và đường mái thấp của Camry. Các ranh giới về kiểu dáng được đẩy xa hơn nữa nhờ lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng có chèn lưới thể thao. Ống xả kép với bốn đầu được hoàn thiện bằng chrome. Ống xả kép có sẵn với bốn đầu ống xả mạ chrome mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, chỉ phù hợp với âm thanh thể thao. Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng lâu dài. Phong cách nổi bật, hãy để những đường nét mạnh mẽ của lưới tản nhiệt phía trước bằng kim loại có sẵn với các điểm nhấn mạ chrome thu hút bạn. Tấm lưới thể thao có sẵn tạo nên vẻ ngoài được gia công tinh xảo. Đèn pha kết hợp BLEG tiêu chuẩn tạo thêm nét phong cách kéo dài ra bên ngoài từ lưới tản nhiệt mỏng phía trên. Và đèn pha LED của XLE với đèn chạy ban ngày LED, DRL, tạo thêm điểm nhấn chiếu sáng cho diện mạo biểu cảm này. 19 in. Bánh xe hợp kim đen bóng. Tăng thêm sự quyến rũ với 19 in của Camry XSE. Bánh xe hợp kim sơn đen bóng, lớp 40, series cấu hình thấp hoàn thiện vẻ ngoài đặc biệt đồng thời mang lại cảm giác lái chính xác và tự tin. Đèn hậu LED đèn hậu led có sẵn của camry có hình dạng hữu cơ bắt mắt chạy liền mạch vào cảng sau những chiếc đèn đặc biệt này đảm bảo bạn luôn được nhìn thấy dẫn động bốn bánh hiệu suất dẫn động bốn bánh avd sẵn có giúp bạn yên tâm trong những ngày không mấy hoàn hảo khi cảm nhận độ trượt ở bánh trước camry avd có thể truyền tới 50% mươi phần trăm tới bánh sau để bán được tốt hơn khi đi trên sỏi mưa hoặc tuyết với hệ thống sơ được điều chỉnh thể thao tinh tế của camry tiêu chuẩn cho các phiên bản se và XSE, bạn có thể tận hưởng sự hài hòa hoàn hảo giữa cảm giác thư giãn và tự tin khi lái xe nó giúp mang lại cảm giác lái êm ái và khả năng xử lý nhạy bén để bạn có thể thực hiện bất kỳ chuyến đi nào từ xuyên thành phố đến xuyên quốc gia Động cơ 4 xi lanh và V6 ấn tượng. Camry cung cấp nhiều lựa chọn động cơ xăng hấp dẫn, động cơ 4 xi lanh Dynamic Force 2.5L hiệu quả và động cơ V6 3.5L mạnh mẽ, mỗi động cơ mang đến sự kết hợp chất lượng giữa hiệu suất và hiệu quả. Bạn có thể nhận được mức tiết kiệm xăng lên tới mức đánh giá kết hợp 46 MPG do nhà sản xuất ước tính. Hiệu suất lai. Like. Được tốt nhất của cả hai thế giới động cơ 4 xi lanh Dynamic Forcer của Camry Hybrid, cùng với động cơ điện đã được chứng minh và ECVT chuyển số mượt mà, tạo ra mô xoắn dồi dào và có mức tiết kiệm nhiên liệu ước tính của nhà sản xuất là 46 mpg kết hợp và với 19 in có sẵn. Bánh xe, Camry Hybrid chứng tỏ nó không hy sinh phong cách. Hộp số tự động 8 cấp Direct Ship Hộp số tự động 8 cấp Direct Ship tinh tế của Camry nâng cao chất lượng lái xe. Trọng tâm thấp kết hợp với việc sử dụng vật liệu nhẹ giúp cải thiện độ ổn định khi lái xe, mang lại cảm giác lái êm ái ở tốc độ đường cao tốc và thậm chí còn giúp cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu. Công tắc điều khiển 3 chế độ: Eco, Normal, Sport. Ba chế độ lái có sẵn riêng biệt giúp bạn kiểm soát nhiều hơn. Chế độ thể thao khơi dậy tinh thần phấn chấn của bạn với cảm giác tăng tốc sắc nét hơn, trong khi chế độ Eco điều chỉnh đầu vào ga để giúp tối đa hóa hiệu quả của bạn chế độ thông thường kết hợp giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất. Với những lựa chọn này, bạn có thể ngay lập tức điều chỉnh ổ đĩa của mình cho phù hợp với ý muốn của mình chỉ bằng cách nhấn nút. Cuộc cạnh tranh phát triển của Toyota. Tại Toyota Racing Development, TRD, chúng tôi đã và đang giúp những người đam mê đạt được hiệu suất cao hơn từ những chiếc Toyota của họ kể từ năm 1979 và chúng tôi không có ý định giảm tốc độ. TRD 19in bánh xe hợp kim có kẹp phanh sơn màu đỏ trông có vẻ hiệu quả. bánh xe hợp kim màu đen mờ trên TRD không chỉ trông đẹp mắt mà còn giảm trọng lượng và tăng cường khả năng phản hồi khi đánh lái. các rotor phía trước có đường kính lớn 12,9 inch và kẹp phanh tiết tông kép phía trước sơn màu đỏ cũng mang lại khả năng dừng ấn tượng trong mỗi lần rẽ và rẽ. kiểu dáng táo bạo. Camry TRD có sẵn màu ngoại thất underground với môi ánh kim đen huyền bí để giúp nó nổi bật giữa đám đông. Để làm cho nó trở nên khó quên hơn nữa, có bộ body kit khí động học TRD được điều chỉnh với các đường sọc màu đỏ, huy hiệu TRD màu đỏ và cánh lướt gió phía sau bệ đỡ năng động. Buồn lái TRD Hiệu suất bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận, màu đen thể thao được cắt tỉa bằng sốt tét ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ghế trước chào đón bạn vào trong trong khi các điểm nhấn màu đỏ xuyên suốt sẽ nhắc nhở bạn về sự cống hiến dành cho mỗi chiếc xe. Từ tựa đầu theo TRD, đến dây an toàn và đường khâu trên vô lăng, màu đỏ được sử dụng để kích thích các giác quan và khơi dậy trái tim của bạn. 9. In Màn hình cảm ứng đa phương tiện Bước vào bên trong một không gian thân thiện, lắng nghe nhu cầu của bạn và giúp bạn có cảm hứng cho chặng đường phía trước. Camry có sẵn chính in. Màn hình nổi cảm ứng làm tăng thêm vẻ ngoài và cảm giác hiện đại, dẫn đường cũng có sẵn với các điều khiển chạm và thu phóng trực quan để duy trì trải nghiệm quen thuộc. Apple CarPlay ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Mang theo một gương mặt quen thuộc. Với Apple CarPlay ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, khả năng tương thích, bạn có thể sử dụng iPhone ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký tương thích của mình với hệ thống âm thanh đa phương tiện của Camry để nhận chỉ đường, thực hiện cuộc gọi gửi và nhận tin nhắn cũng như nghe nhạc trong khi vẫn tập trung vào việc đi lại. Android Auto ký hiệu nhãn hiệu Bằng cách kết nối Android ký hiệu nhãn hiệu tương thích của bạn, điện thoại có Camry, bạn có thể truy cập Google Assistant ký hiệu nhãn hiệu, nhận cảnh báo giao thông theo thời gian thực, thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại, nghe bản nhạc yêu thích của bạn hoặc tìm địa điểm ăn uống, tất cả trong khi vẫn giữ tay trên vô lăng. 10. In màn hình hiển thị màu trên kính chắn gió. Màn hình hiển thị kính lái, HUD, màu có sẵn hiển thị thông tin quan trọng, chẳng hạn như tốc độ, chỉ đường theo từng ngã rẽ, vờ vờ, ngay trên phần dưới của kính chắn gió. Nó giúp bạn tập trung vào con đường phía trước. 7. Trong Màn hình hiển thị đa thông tin màu 7. Kim có sẵn Màn hình đa thông tin màu MIG, hiển thị chỉ đường tình trạng, thông tin an toàn và cảnh báo ngay tại nơi bạn muốn. Nó cũng hiển thị mức tiết kiệm nhiên liệu hiện tại và trung bình của bạn bên cạnh các đài đặt trước về âm thanh. Thiết kế tập trung vào người lái. Đó là một không gian dành riêng cho bạn với cảm giác rộng mở và lôi cuốn. Hãy ngồi sau tay lái và vị trí lấy người lái làm trung tâm sẽ mang đến cho bạn cảm giác trực quan nhờ các nút điều khiển trên vô lăng được bố trí hoàn hảo mọi thứ bạn cần đều nằm ngay trong tầm tay bạn cửa gió cho hàng ghế sau và ghế trước có sưởi thông gió hàng ghế sau của camry có thiết kế năng động và hỗ trợ tương tự như hàng ghế trước với các lỗ thông hơi riêng cho hàng ghế sau và ghế trước có sưởi và thông gió camry mang lại sự thoải mái cho mọi người chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm không cần phải thò tay vào túi hay ví với hệ thống chìa khóa thông minh có sẵn của Camry. Khóa và mở khóa cửa trước và mở cốc xe chỉ bằng cách mang theo chìa khóa thông minh. Khi đã vào trong xe, chỉ cần nhấn nút khởi động tiện lợi của Camry là bạn đã sẵn sàng lăn bánh. Gói thời tiết lạnh Mở rộng vùng thoải mái của bạn, từ trong ra ngoài. Gói thời tiết lạnh có sẵn của Camry cung cấp nhiều tính năng kết hợp như ghế sưởi, vô lăng sưởi và gương chiếu hậu có sưởi để giúp giữ nhiệt độ lạnh ở nơi chúng thuộc về, bên ngoài, ghế ngồi bọc da màu đỏ trong buồng lái có sẵn. Nội thất của Camry phù hợp với nhu cầu của bạn và đáp ứng mong muốn của bạn với các kết cấu và hoàn thiện ấn tượng. Nó kết hợp tỉ mỉ giữa màu sắc và chất liệu, chẳng hạn như vẻ ngoài rực rỡ và cảm giác sống động của nội thất bọc da màu đỏ có tiếp rét. Hiệu suất lai like. Hiệu suất nâng cao đến với cảm giác lái ấn tượng nhờ sức mạnh ấn tượng, hệ thống treo được điều chỉnh theo phong cách thể thao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hệ truyền động Camry Hybrid, kết hợp với động cơ điện nhạy bén và khả năng chuyển số ECVT mượt mà giúp Camry Hybrid tăng tốc không chút do dự. XSE Line Vượt qua ranh giới của một chiếc Hybrid thể thao, Camry XSE Hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng mà không phải hy sinh kiểu dáng mang tính đột phá, lấy cảm hứng từ thể thao. MPJ Mang đến những gì tốt nhất của cả hai thế giới, Camry Hybrid kết hợp sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng của động cơ Dynamic Foxer của Camry với một động cơ điện đã được chứng minh và eCVT chuyển số êm ái, kéo dài thời gian đi lại hàng ngày của bạn với xếp hạng tổng hợp 46 MPG do nhà sản xuất ước tính của Camry XSE Hybrid. Camry SE Hybrid. Một sự bổ sung đáng hoan nghênh. Camry SE Hybrid Nai Thác chứng tỏ rằng xe Hybrid có thể toát lên phong cách. Có điểm nhấn như 19 inch của nó. Bánh xe hợp kim TRD được hoàn thiện bằng đồng mờ, luôn sẵn sàng gây ấn tượng. Phiên bản đặc biệt này có các màu Midnight Black Metallic, Reservoir Blue và Isocap. Hybrid Singer Drive ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Pin Hybrid được bố trí tối ưu dưới hàng ghế sau, đồng thời sử dụng chất liệu nhẹ giúp phát huy tối đa hiệu quả và với độ tin cậy đã được cải tiến trong hơn 15 năm. Điều đó nói lên độ tin cậy của Hybrid Singer Drive ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đã được chứng minh của Toyota. Hệ thống cảnh báo trước va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ. Hệ thống trước va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ, TCSVWTD, được thiết kế để giúp phát hiện phương tiện, người đi bộ hoặc người đi xe đạp và đưa ra cảnh báo va chạm phía trước bằng âm thanh, hình ảnh trong một số trường hợp nhất định. Nếu bạn không phản ứng, hệ thống sẽ được thiết kế để cung cấp phanh khẩn cấp tự động. Kiểm soát hành trình radar động, dành cho sử dụng trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình bằng radar động, GRCC, và GRCC toàn tốc độ có sẵn là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng được thiết kế để cài đặt ở tốc độ trên 20 dặm một giờ và sử dụng tính năng kiểm soát khoảng cách giữa các xe để giúp duy trì khoảng cách định sẵn với xe phía trước bạn. Cảnh báo chệch làng đường với hỗ trợ lái. Khi phát hiện vạch kẻ làng đường màu trắng vàng hoặc các đường ranh giới lề đường nhất định ở tốc độ trên 32 dặm một giờ, cảnh báo chệch làng đường với hỗ trợ lái, LGAV được thiết kế để đưa ra cảnh báo chệch làng đường bằng âm thanh, hình ảnh nếu phát hiện vô tình chệch làng đường. Nếu người lái xe không thực hiện hành động khắc phục, hệ thống cũng được thiết kế để cung cấp khả năng điều chỉnh nhẹ nhàng để hỗ trợ giữ làng đường. Hỗ trợ dò làng đường Khi kiểm soát hành trình bằng radar động, Rcc hoặc radar động giải tốc độ đầy đủ GRCC có sẵn được bật và phát hiện vạch kẻ làng đường, hỗ trợ dò làng đường, LTA, sử dụng vạch kẻ trên đường và, hoặc các phương tiện phía trước để hỗ trợ lái xe chủ động và giúp phương tiện đi đúng làng đường của mình. Hỗ trợ báo hiệu đường bộ Sử dụng camera thông minh, hỗ trợ báo hiệu đường bộ, RSA, được thiết kế để phát hiện biển báo giới hạn tốc độ, biển báo dừng, biển cấm đi vào và biển báo nhiều đường đồng thời hiển thị biểu tượng của biển báo trên màn hình đa thông tin, MIG. Dầm cao tự động Dầm cao tự động, AHB, được thiết kế để giúp bạn nhìn rõ hơn vào ban đêm ở tốc độ trên 21 mph. Hệ thống AHB được thiết kế để phát hiện đèn pha của xe đang chạy tới và đèn hậu của xe đi trước, sau đó tự động chuyển đổi giữa chùm sáng cao và thấp cho phù hợp. Giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Màn hình điểm mù có sẵn bsm với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau rcta được thiết kế để giúp bạn chú ý đến sự an toàn của mình hệ thống giám sát điểm mù bsm cảnh báo bạn khi có phương tiện ở làn đường bên cạnh đi vào điểm mù của camry ở hai bên xe và khi bạn lùi xe cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau rcta giúp phát hiện các phương tiện đang đến gần từ hai bên cảnh báo bạn bằng đèn báo trên gương chiếu hậu và âm thanh cảnh báo Màn hình xem toàn cảnh Màn hình toàn cảnh có sẵn của Camry sử dụng camera phía trước, bên cạnh và phía sau để hiển thị chế độ xem toàn cảnh từ trên cao. Nó giúp bạn tự tin đi vào và ra khỏi những điểm chật hẹp nhất. Hỗ trợ đổ xe trước và sau với phanh tự động, dễ dàng di chuyển vào không gian chật hẹp một cách tự tin hơn nhờ tính năng hỗ trợ đổ xe trước và sau với phanh tự động, 3 AB của Camry. Điều này cảnh báo bạn khi phát hiện chướng ngại vật gần đó và nếu cần, trong một số điều kiện nhất định, nó sẽ giảm công suất động cơ và áp dụng phanh. 10 túi khí. Camry được trang bị tiêu chuẩn hệ thống túi khí tiên tiến với túi khí SRS 2 giai đoạn tiên tiến cho người lái và hành khách phía trước, bên cạnh túi khí rèm phía trước và phía sau. Tổng cộng có 10 túi khí, tất cả đều được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn. Kết nối từ xa, Camry luôn cập nhật công nghệ mới nhất. Với bản dùng thử remote connect đang hoạt động hoặc đăng ký bạn có thể khởi động động cơ, khóa, mở khóa cửa và định vị xe của mình bằng ứng dụng Toyota thông qua điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh tương thích của bạn. Bản dùng thử một năm có sẵn trên một số mẫu được chọn. Phụ thuộc vào mạng 4G. Kết nối Wi-Fi. Biến Camry thành điểm nóng. Với bản dùng thử Wi-Fi Connect đang hoạt động hoặc đăng ký, bạn có thể dễ dàng kết nối tối đa 5 thiết bị. Và, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động hiện tại của bạn. Bạn có thể thêm đăng ký Wi-Fi Connect vào gói di động hiện tại của mình. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp bản dùng thử lên tới 30 ngày hoặc 2GB để giúp bạn bắt đầu. Phụ thuộc vào mạng 4G. Kết nối an toàn ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Khi xảy ra sự cố bất ngờ, Safety Connect ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký sẵn sàng giúp đỡ người lái xe có thể được kết nối với trung tâm phản hồi 24-7 của chúng tôi chỉ bằng một nút bấm. Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc trường hợp khẩn cấp, đại lý có thể thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp tại địa phương để yêu cầu điều động đến địa điểm của phương tiện. Bạn cũng nhận được hỗ trợ bên đường 24-7 và định vị xe bị đánh cắp để giúp bạn yên tâm rằng sự trợ giúp đang đến, vì vậy bạn có thể tự mình làm điều đó. Bao gồm một năm dùng thử. Kết nối dịch vụ luôn cập nhật thông tin về Camry của bạn. Với bản dùng thử Service Connect lên tới 10 năm, bạn được cung cấp dữ liệu như quãng đường đã đi, mức nhiên liệu và lịch sử dịch vụ. Bật cảnh báo bảo trì và nhận lời nhắc bảo trì cũng có thể được gửi đến đại lý ưa thích của bạn để thuận tiện hơn. Bản dùng thử lên tới 10 năm được bao gồm trên các mẫu được chọn. Phụ thuộc vào mạng 4G, về giá của nhà sản xuất, bạn có thể xem trên màn hình. Về giá ở Việt Nam. Toyota Việt Nam đang phân phối dòng xe Camry 2024 với 4 phiên bản gồm bản 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HEV Hybrid. Giá xe Camry 2024 hiện đang dao động từ 1.105 tỷ, 1.495 tỷ đồng, giá lăn bánh Camry 2024 hiện đang dao động khoảng từ 1.649 tỷ đồng. Nhưng mình không có tiền. Đi.